Bây giờ mình lại quay có một cây cây dâu các bạn nhé. Nếu mà ai mà biết là con tằm ấy, con tằm làm tơ, lấy tơ làm quần áo ngày xưa ấy, thì là lấy cái lá của cái cây dâu này là con tằm nó ăn cái lá dâu này rất là tốt. Nhà anh có cây dâu độc có quả không các bạn nhé? Quả đang bắt đầu chín các bạn nhé. Đấy, cái thế của cây dâu. Cây dâu này chỉ có quả không nhưng lại rất là ít lá. Và giới thiệu các bạn đây nữa là một cây sữa. Cây sữa có cái bộ rễ gốc rất là kỳ quái. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi các bạn nhé.